Đây những hình ảnh nè, xe đẩy luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị, một anh trai đang gửi xe mà cầm tấm bảng luôn nè cô chú anh chị. Đây bà con cô bác mình thấy là anh rất nhiệt tình luôn. Ở đây thì cũng bán nước suối 5.000 một chai và nước ngọt nè cô chú anh chị. Bán giá hữu nghị luôn. Dạ quá trời hữu nghị luôn ha anh trai. Đúng rồi, đúng rồi, hữu nghị không? Dạ. Mà. Dạ thì đúng rồi, 5.000 là hữu nghị rồi đó. Dạ, tính miền Tây mến chào tất cả cô bác anh chị khán giả thân thương đã trở lại với kênh của em. Dạ, kính thưa cô bác, hiện tại thì tính đang có mặt tại khu du lịch Đại Nam. Thì cách khu du lịch Đại Nam tầm khoảng vài cây số nữa cô chú chị. Nhưng mà giờ thì đường xá nơi đây thì bãi nhích từ chút 1 nè. Thì cô bác mình cũng biết là hôm nay thì tại khu du lịch Đại Nam đã mở cửa. Nên rất nhiều bà con cô bác người ta đi mà du lịch nơi đây nè. Đây cô bác chị thấy là các phương tiện phải nhích từ chút 1. Hôm nay thì tính đến đây để cập nhật tình hình và gửi đến cho cô chú anh chị những hình ảnh mới nhất tại khu du lịch Đại Nam. Đây cô bác anh chị thấy nè, giờ kẹt xe luôn à, phải nhích từ chút 1 đó cô chú anh chị. Tại vì hôm nay thì Đại Nam mở cửa tự do nè, các khu vui chơi thì cô Phương Hằng là miễn phí hết tất cả đó cô chú anh chị, dành cho bà con của mình nè. Và thêm nữa thì cô sẽ live stream và để trực tiếp gặp người hâm mộ và cô bác ở đây nè. Đây là những hình ảnh tại cổng khu du lịch Đại Nam nè cô chú anh chị. Đây thì bà con cô bác mình đi rất là đông luôn. Nãy giờ thì tính di chuyển đến khu vực nơi đây là tầm khoảng hơn 1 tiếng cô chú anh chị, chỉ tầm 5 cây số thôi mà kẹt xe rất là nhiều luôn, phải nhích từ chút 1 đó cô chú. Đây là bà con mình lần lượt là di chuyển đến đây nè. Đây thì mấy chú công an thì đang di chuyển ở bên cổng bển để phân luồng giao thông đó cô chú anh chị. Hôm nay thì tính đến đây để ghi hình và gửi đến cho cô bác anh chị những hình ảnh mới nhất tại khu du lịch Đại Nam. Giờ thì một lần nữa em kính mời cô chú anh chị cùng em di chuyển vào khu du lịch Đại Nam để ghi hình toàn cảnh nơi đây. Mới có tầm khoảng 9 giờ sáng nhưng mà bây giờ đã khu vực nơi đây đã không còn tưởng tượng được luôn cô chú anh chị ơi. Quá trời kẹt xe luôn. Ở đây thì cũng bán nước suối 5.000 một chai và nước ngọt nè cô chú anh chị. Bán giá hữu nghị luôn. Dạ quá trời hữu nghị luôn anh trai. Đúng rồi, đúng rồi, hữu nghị không? Dạ. Mà. Dạ thì đúng rồi, 5.000 là hữu nghị rồi đó. Nước suối có 10.000 à cô chú ơi. Phải, nước ngọt chứ lộn. Đây bà con cô bác mình thấy nè. Kênh nào để dành thôi anh ơi. Dạ tính miền Tây anh. Dạ. Nghe ngay chỗ này gặp nhau đi nha. Đây bà con cô bác hôm nay mình nếu mình có nghỉ ngày chủ nhật không có đi làm thì mình hãy đến khu du lịch Đại Nam để mà tham quan những khu trò chơi mà tại vì hôm nay thì cô Phương Hằng đã mở cửa miễn phí và cô cũng giao lưu với tất cả cô bác mình nè. Quá trời luôn cô bác chị ơi. Chỉ có mấy trăm mét cách xa ở khu du lịch Đại Nam mà đi cũng phải rất là vất vả luôn cô chú anh chị. Hôm nay đúng là như một ngày hội luôn. Đó.
Khi nãy thì tính đã di chuyển cách khu vực Đại Nam tầm khoảng 5 cây số. Nhưng mà xe là chặt cứng luôn cô chú anh chị ơi. Còn bây giờ thì không thể tả được luôn rồi. Đây các phương tiện phải nhích từ chút một. Giờ thì em sẽ bấm máy gần cho cô chú được thấy nè. Đây là cổng Đại Nam nè cô chú anh chị ơi. Bây giờ các phương tiện lưu thông qua lại quá xá rồi, không thể tưởng tượng nổi luôn cô chú anh chị. Các nẻo đường đều dồn vào khu du lịch Đại Nam nè. Đến nỗi mấy anh công an và thêm cả mấy anh gáp nữa cũng ủng hộ mấy anh công an để phân luồng giao thông nè. Nhưng hình ảnh này rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đây là con cô bác nhìn thấy nè, cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi luôn. Đây là khung cảnh tại cổng khu du lịch Đại Nam. Bên dưới đây là cũng vậy luôn cô chú anh chị ơi. Từ đây đến chiều thì các phương tiện lưu thông đến đây rất là nhiều luôn. Tại giờ này cũng là chủ nhật mà, nhưng mà buổi sáng là cô chú anh chị. Hello, xin chào. Hôm nay mình đi đông không mấy chị? Đông, đông, đi tới hai mấy người. Dạ, hai mấy người ha. Dạ. Mấy anh trai và mấy chị gái đi vô khu du lịch Đại Nam nè cô chú anh chị. Càng lúc càng đông luôn cô chú anh chị ơi. Đó, cô bác anh chị thấy là vừa đi bộ và vừa đi xe. Mà còn như vậy nè cô chú anh chị, giống như một ngày hội luôn á. Nhìn cái cảnh tượng này thì tính rất nhớ đại lễ 18 tháng 5 á cô chú anh chị. Là mỗi lần tới đại lễ 18 tháng 5 là các nẻo đường ở khu vực chợ mới An Giang và ở khu vực huyện xã khác cô chú anh chị là chặt cứng xe luôn. Bà con mình phải đi bộ gì nè. Hôm nay là một ngày hội mà cô Phương Hằng dành cho tất cả bà con mình, là cô mở cửa miễn phí và cũng giao lưu với bà con mình để trò chuyện với cô chú anh chị. Quá trời đông luôn rồi cô chú anh chị ơi. Khu vực này đây thì tính cô thấy những hình ảnh rất là đẹp luôn, là những chiếc áo in hình của cô Phương Hằng luôn nè cô chú anh chị. Bên đây cũng vậy luôn cô chú anh chị. Hiện tại thì khu du lịch Nam chưa có cô Phương Hằng ra để trò chuyện cùng cô chú anh chị mình, mà bây giờ cảnh tượng này là quá hải hùng luôn cô chú anh chị ơi. Bây giờ là dở chặn luôn à. Bây giờ khu du lịch Đại Nam giờ đã dở chặn rồi, hầu như bà con mình đổ về đây rất là đông luôn à. Đây là bên trong cổng khu du lịch Đại Nam nè cô chú anh chị.
chờ các phương tiện và bà con cô bác mình di chuyển vào bên trong rất là đông luôn. Đó, cô bác chị thấy bên trong khu du lịch Đại Nam nè. Đây mấy anh công an phải phân luồng giao thông nè, tại trước cổng khu du lịch Đại Nam nè cô chú anh chị. Ở đây thì mấy anh công an rất là vất vả luôn à cô chú anh chị ơi, ở phía trước cổng khu du lịch Đại Nam này. Bây giờ thì hai đầu là kẹt xe luôn cô chú anh chị. Cái đầu thứ nhất thì hướng từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai di chuyển lên Bình Dương. Còn điểm đầu thứ hai là ở khu vực Bù Đăng, Bù Đốt ở Bình Phước của bác anh chị di chuyển lên nè, và Bến Cát nè, là hai chỗ hai bên đều kẹt xe hết rồi. Hiện tại thì tính đang đứng phía trước cổng khu du lịch Đại Nam nè cô chú anh chị. Giờ cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi luôn á cô chú anh chị. Tuy rằng chưa gặp được cô Phương Hằng nhưng bây giờ là dở chặn luôn rồi cô chú ơi. Đây bà con cô bác đang di chuyển vô lần lượt quá trời đông luôn. Đây bà con cô bác thấy nè, những cái đoàn xe bốn bánh giờ là kéo dài tầm khoảng mấy cây số luôn á cô chú anh chị. Đây là tấm bảng khu du lịch Đại Nam nè cô chú anh chị. Quá trời mà bên trong mấy chú công an ra dấu hiệu là kẹt xe nữa rồi. Hai đầu luôn cô chú anh chị ơi, bên trên di chuyển xuống nè. Và hướng từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển lên đây. Đây cô chú anh chị thấy nè, cảnh tượng những chiếc xe du lịch kẹt xe hàng dài luôn nè cô chú anh chị. Cái luồng bên trong thì bà con cô bác mình đi di chuyển bằng xe máy nè, bây giờ là chặt cứng luôn rồi cô chú. Phía trước khu du lịch Đại Nam nè cô chú anh chị ơi, quá trời kẹt xe luôn rồi, hải hùng luôn cô chú anh chị. Các phương tiện đều lưu thông đến nè. Còn hướng ngược lại này thì cô bác anh chị thấy nè, một cái hàng dài là kéo dài tầm khoảng mấy cây số luôn, kẹt xe luôn đó cô chú anh chị. Những chiếc xe du lịch thì phải nhích từ chút một nè. Bà con cô bác thấy đó, cảnh tượng là hải hùng luôn.
Thì bà con mình di chuyển bên trong nè, ít từ chút một. Còn lối vào khu Đình Đại Nam bây giờ quá trời luôn rồi cô chú anh chị ơi, cảnh tượng hải hùng luôn rồi. Khi nãy thì cái tuyến đường bên đây nó còn trống nè cô chú anh chị, tại cái tuyến đường này cái tuyến đường mà đi về, nhưng bây giờ chặt cứng luôn, hầu như là các phương tiện đều lưu thông đến đây giờ quá tải luôn rồi. Đây bà con cô bác thấy nè, hướng từ Bù Đăng, Bù Đốt di chuyển lên cũng đông nữa, đông nghẹt luôn. Hầu như là các nẻo đường đều dồn đến khu du lịch Đại Nam luôn nè cô chú anh chị. Nắng quá trận nắng luôn à, mà bà con mình cũng lặn lội đến đây để mà thăm du lịch Đại Nam và được giao lưu với cô Nguyễn Phương Hằng nè cô chú anh chị. Hôm nay thì mấy cô bán ướt đây là vô mánh luôn cô chú anh chị. Đây nè. Cái này mà tới chiều mà di chuyển về cũng là mệt luôn cô chú anh chị. Tại vì giờ này đi mà nó đông gì không chi là buổi chiều nó về. Tại vì bà con mình chiều nay sẽ về rồi ngày mai mình còn tiếp tục làm những công việc của mình nữa cô chú. Đây, khu vực ra đây thì kẹt xe luôn cô chú chị, do một chiếc xe bị hư nè. Đây những hình ảnh nè, xe đẩy luôn cô chú anh chị. Hôm nay đi chơi mà chiếc xe này hư bất tử luôn cô chú anh chị ơi. Đây cô bác nhìn thấy bên trong đây là xe chặt cứng luôn rồi, không còn chỗ để luôn. Ôi em quá trời khách đông rồi, khách đông quá ôi em. Đứng bên này nè, được cho xe luôn á. Xe chạy ơi. Ừ, ba chế chạy lại, hai chục ba chục đó. Để xe 10 ngàn, 10 ngàn. Đây là ở phía trước cổng nè cô chú anh chị ơi, quá trận đông luôn rồi. Khi nãy ở trước cổng còn trống mà nhiều phương tiện du thông vô cô chú chị, bây giờ là không thể vô được luôn, chỉ có đi bộ thôi. Khu vực ở đây kẹt xe hàng dài luôn nè cô chú anh chị. Ở đây thì Tính có thấy một hình ảnh rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị, một anh trai đang gửi xe mà cầm tấm bảng luôn nè cô chú anh chị.
Đây bà con cô bác mình thấy là anh rất nhiệt tình luôn. Dạ kính thưa cô bác, thì nãy giờ video của em ghi hình toàn cảnh tại khu du lịch Đại Nam đến đây cũng hơi dài. Trước khi kết thúc video thì em không quên gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô bác anh chị gần xa, trong nước và ngoài nước kính mến. Và nếu có xem được video của em thì nhớ ủng hộ em những like và đăng ký, thì em cũng thành thật cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.